Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Dark sẽ cùng nhau đánh bại hết tất cả boss trong Block Food. Tuy nhiên tụi mình chỉ được sử dụng những chiếc quỷ hệ quái thú, thì tụi mình sẽ có một số quy luật như sau. Đầu tiên là tụi mình cần phải quay vòng quay này để quyết định phải sử dụng chiếc quỷ nào. Và nếu như tụi mình bị con boss đánh bại thì video sẽ kết thúc. Lần này chúng ta phải trả thù mấy con boss nha Dark. Em nhớ con boss chúng ta cần trả thù rồi đó. Và đương nhiên con boss đầu tiên sẽ là Godzilla King. Để xem coi tụi mình phải sử dụng chiếc quỷ hệ quái thú nào đánh bại con khỉ đột rồi đây. Quay quay fan cạnh đi, đừng là leo boss mà bro. Rồi xong. Anh nghĩ thì chúng ta không cần chế leo bát quýnh bại khỉ ở đâu. Đem quýnh trước cho chắc một trưởng là đi luôn. Ai cho mày quýnh? Ôi hết năng lượng rồi. Anh hết năng lượng rồi. Bắn cơm lúc. Trời em giết. Gì nhanh quá vậy? Rồi như anh em mình là thật sự là MK đó nha. Rồi qua boss tiếp theo nào, let's go. Và đương nhiên nó sẽ là tứ quẹt bất kỳ. Mong lần này si ra một trái đó. Yếu tí đi C1, không muốn lạm dụng mấy trái quỷ mạnh quá các bạn ơi. T-Rex hả? Và đó chính là trái T-Rex. Để coi bất kỳ né được kiếm rồi, nó có né được con T-Rex không nha. Bất kỳ mày có bao giờ nghe tới khủng long nổi giận nhá. Ôi đánh không hôn lắm nha. Ôi hai chiêu mà nửa cây rồi. Thằng lằn quẩy đôi. Ê hút chéo. Ôi. Gì là chết á hả? Easy. Quýnh kiểu này thật easy. Ôi và có con boss nào mới xuất hiện nữa kìa. Phải qua kiểm tra mới được. Đây rồi, đối thủ tiếp theo của tụi mình. Nhìn mặt nó nguy hiểm quá ha. Ê khoan anh chơi. Đại quay vòng quay cái này gấp quá. Muốn BB đó mày hả? Để coi nha, lần này sẽ là trái. Trái Kitsune. Các bạn ơi, mình nghĩ là số phận của boss được sắp đặt rồi đó. Em với anh thử trưởng chia xe vô cùng lúc nha. Trái quỷ thần thoại mắc tiền như nó chứ. 1, 2, 3, bắn mày hả bởi. Ủa ôi gì mà chưa chết. Ủa châu quá vậy. Con này thật sự là đối thủ chúng ta nè phố. Quýnh nó đi. Để mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh thật sự chiếc Kitsune nha. Con boss này mặc dù mạnh hơn tụi mình rất là nhiều luôn, nhưng mà đối với chiếc Kitsune thần thoại 8 triệu Belly này thì một cước là gục. Ôi chết đó Phúc. Ai chết đó. Ơi má anh giết nó mà em chết đi. Hên nha, cảm ơn đi Phúc. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một nơi khá lạnh lẽo của con boss Yeti. Quay. Đợi anh tí nha, anh quay trái quỷ xong rồi anh sẽ cho tụi mày biết tay. Ôi, và trái quỷ Phonicon. Ôi, Phonic. Mày không có trái quỷ Phonic lên à. Không sao, con boss này anh nghĩ anh có thể lo được á. Em đứng nhìn anh đi. Cú sút. Ủa lộn gì một cánh lên vậy? Để coi anh sút nó nè. Pháo phát kích. Ui ghê vậy. Thả lửa vô người nó hư ơi. Thả lửa. Ui đau kìa. Mà thả lửa mau tốn stamina quá, anh hết năng lượng rồi. Cần hồi máu lên nè, em cần hồi máu lên nè. Ôi chạy phút anh hồi máu cho em nè. Cái đây. Ây da. Mày lao. Đây đây em cầu mày cho em có tác dụng chứ. Phát kích mày hả bội. Ui nó chết rồi mà. Và đối thủ tiếp theo chính là Vi Admiral, một con boss cũng khá là đáng gờm ha. Nãy giờ chưa ra chép phanh cành, không lẽ giờ nó lại ra đúng không? Không lẽ nào xui vậy. Ê what the mới hiện anh ăn mắm ăn muối hả bro? Con boss này khó lắm á. Tất cả là tại em với Đắc ơi, không chấp nhận được luôn các bạn ơi. Đừng đẩy lên trời Phúc. Chụp nó nè. Ui gà, anh hay hơn. Hai đứa đứa nào cũng chụp chúng mà ảnh hơn thua kìa. Con boss này thật sự mạnh á. À tới anh nè. Mày hay combo đó phút đỉnh nhất thế giới. À tính ra con boss này quýnh không lại với fan cành nữa ta. Mày láo. Con này hai chiếc fan cành mà sao quýnh lại được. Anh giết. Ý gà. Ai thấy bị đắt gà cho mình một like nha các bạn. Ủa. Và đến với hòn đảo tiếp theo đó chính là đảo nhà tù, với ba con boss khá là mạnh ở đây. Và đương nhiên như mình nói đó, nó thật sự mạnh luôn, nên là tụi mình cần phải quýnh nghiêm túc một tí nha. Ok, nghiêm túc nha. Ok, và trái quỷ đó chính là trái leo bát nữa hả? Rồi xong. Nãy giờ anh còn chưa nâng chỉ số nè bà. Quýnh lại không đây? Chơi thử biết được, biến hình luôn. Leo bát. Mày bắn tùm lum. Anh Mikey một xúc là gục. Ui nó bay rồi. Lên nóc luôn bạn. Quýnh nó lên đỉnh rồi các bạn ơi. Mày lao. Xúc mày luôn. Trái này mình nghĩ cân 3 được luôn á chứ. Thôi mình cân 3 luôn đi. Coi chừng chết thằng anh luôn kìa Phúc ơi. Ôi em quýnh trúng thằng anh luôn rồi. Rồi thằng anh nó chết luôn kìa. Ơi em giết thằng đại nó rồi. Rồi KS. Mày KS. Ui em để ý không? Anh với em là đều có cánh bên cạnh luôn kìa. Và đương nhiên con boss mạnh nhất hòn đảo này, Do Flamingo V1. Let's go. Mong là ra được trái mới nha. Tầm trái bích heo là mâm
mút là được. Và đó là trái T-Rex ha. Chiến này tao ăn thịt Doflamingo luôn. Hồi đợt mình bị con Doflamingo V2 giết nên mình hơi cay các bạn ơi. Thằng này là phải bị quýnh Hình tơ re. Ê sao con T-Rex có một đuôi nè Phúc? Nó có một đuôi hai đuôi gì kìa. Ôi lần này nó không chống trả luôn các bạn ơi. Quá mạnh rồi. Ai con T-Rex mà sao làm gì được, sao làm gì được. Mày xài chiêu ép vô tường biến hình T-Rex. Ơi con T-Rex của anh nó có lông ở dưới. Che lại đi. Let's go, con boss tiếp theo. Chắc chắn, ui cái gì vậy? Chắc chắn sẽ là con Magma Akenu rồi. Trả thù cho anh A các bạn ơi. Tên khốn dám donate anh A của tao. Bây giờ tao sẽ donate lại mày bằng trái human. What the hell? Yes sir, cuối cùng cũng ra được trái mới các bạn ơi. Let's go. Trái human của anh V1 nó mới ghê chứ. Biến hình. Ấy cái gì vậy Phúc? Em biến ngay cái ô là bà em chết ngất luôn rồi. Rồi sao anh giết nó đây? Anh V1 mà. Bích ha, explosion. Không có đam trời luôn. Trời ơi, cứu tôi với, phế quá Phúc ơi. Không lẽ thất bại ngay cái trận đầu tiên này sao? Lấy thịt đen ơi. Ui các bạn ơi, mình làm nó kẹt xuống hố lava rồi. Giờ thì mình sẽ chạy đây hồi máu rồi quýnh tiếp nha. Chính lúc này. 1 chấm máu, lâu hồi chiêu vãi trưởng. Kết liễu, đòn kết liễu. À cái này kết liễu không? Ây da, kết liễu anh ơi. Ui. Anh nhảy xuống ra đam lắm ạ. Chết đi, yes. Ui. Yeah, win rồi á. Ây da, không biết con boss tiếp theo có mạnh hay không đây. Đó chính là con cha của Alon với level 425. Con này nó có 2 mạng lên, mình nghĩ nó sẽ khó hơn kia khá là nhiều lần nha. Đừng bro. Bro, thật sự là mình đã rất đau khổ khi thấy quay ra trái này một lần nữa nha. Thôi không sao, có công mà sắt, có ngày nên kim. Đừng có giỡn với tao. Ui đen thui rồi. À vũ ra ngoài dễ quýnh Phúc ơi, trong đây chói quá. Chạy ra đây đi. Ui em kẹt cửa hả? Để nó đẩy em ra. Ui nó chạy ra theo mình kìa, nó chạy theo ra. Rồi, chết mày ra đây là mày chết. Mày ra đây là mày chết. Ủa? Ừ chậm trên luôn đi. Ôi mà hơi khó thấy nó nha. Anh quýnh trong khi mà anh không thấy ai chứ Phúc. Đi hả? Nhảy lên Phúc, nhảy lên. Nhảy sập nhà luôn. Ôi nó cay kìa. Ừ, mày láo. Ôi chết kìa Phúc. Gì vậy? Sao bị đánh bại được vậy Phúc? Sao nó mạnh quá vậy? Nãy giờ em chết liên tục rồi đó. Ôi nó quýnh anh chết luôn rồi. Ui chạy ra. Ui. Em đã kết thúc clip rồi. Mày đừng có láo. Đừng có láo với anh. Đúng rồi. Nãy giờ toàn anh gánh tem không Phúc ơi, em phế vậy. Bây giờ lên trên đảo này thì boss nó khá là khó rồi, mong là mình đắc sẽ gánh lại mình nha. Chỗ này là đất của em mà, em tập biến hằng mà. Ôi chuẩn, let's go. Mong là em thể hiện được gì đó nha Phúc. Ui rồi xong. Mày giỡn với tao hả? Đầu game Ron toàn chết quỷ thần thoại không, tới quýnh mấy boss khó nó ra fan cần. Thế này thì chịu các bạn ơi. Mọc cánh ra, yeah. Let's go. Ủa gì vậy? Bác cũng hết nửa kìa máu rồi. Ổn vậy Phố? À combo nè. Hay. Anh em mình hợp tác combo là được. Kìa nó không giống biết được luôn kìa. Hay vậy? Thằng này chơi ăn gian vậy. Quýnh bằng tay không? Mày lấy súng rồi mày bắn hả mày? Ui mày bắn. Né. Bắn lại nè. Mày dám giỡn với anh hả? Quất đúng không? Hay. Combo. Mày dễ nữa. Mà em nấu được. Để anh. Em... Ôi anh ăn. Easy. Rồi kết các bạn à, kết. Em biết con boss tiếp theo là ai không? Đó chính là Enel. Một con boss anh đã quýnh gần 20 lần. Yes sir, và hôm nay chúng ta đã trở lại để quýnh với con boss Enel một lần nữa. Bằng trái quỷ Leopard. Khỏe rồi các bạn ơi, ra được trái Leopard là nụ cười chiến thắng nở trên môi rồi. Và ngày đó sẽ không xa. À, em biết con Leopard này phải hát bài đúng không? Tại gì? Tài lộc quá lớn. Đúng rồi, báo thiệt chứ. Này, đang xúc nó. Mày, ơi. Sút trên không, ui ghê kìa. Sút trên không, ui. Tới anh nè cô, ơi dễ, ui. Gác cái bô le luôn nè. Cuối cùng thì hạt chính của mình đã có được cái bô le các bạn ơi. Mừng vãi trưởng. Ok, và con boss cuối cùng ở C1 chắc chắn là Cybot hay còn gọi là Frankie. Rồi, để anh nấu nha. Chuyến này để anh nấu. Để xem, trái quỷ. Ơi, đừng là Phonic mà. Rồi, mình nên anh nấu luôn đi. Mình nên nấu đi, em không có trái Phonic. Mình nên anh nấu đó. Trái Phonic của mình á, không có V2. Dạng sử khơi đồ nang mà. Nãy giờ mình đã trải qua bao nhiêu khó khăn rồi. Không lẽ con boss cuối cùng mà mình không đánh bại nó hả?
Đây, mình có cái chiêu ép nữa mà, mình sẽ gây đam liên tục với người đó. Mày láo hả boss? Nó làm gì được anh? Anh biết bay mà. Mày xạo hả mày? Thôi, tiếp xuống đất quýnh với một người đàn ông như mày nè. Và chiêu tiếp theo đó chính là pháo. Đụng, phát kích, đụng. Suốt một phát bay xuống biển luôn. Ủa, chưa bay biển hả? Thiệt sự nó là boss cuối cùng của C1 vậy, sao thấy yếu quá vậy? Thôi mà con này nó không có cơ hội đánh bại mình rồi, bởi vì bây giờ nó phải chết. Ủa chưa nè, dứt điểm, đẹp mắt. Yes sir. Hey. Cuối cùng tụi mình đã lên được C2 và đương nhiên con boss đầu tiên tụi mình quýnh sẽ là con Diamond. Kim cương thì anh nghĩ quay ra trái cúp sắt là ngon nhất á, em biết không? Trái nào cúp sắt trong này? Trong Minecraft á. Trái bích ha. Nè bro, lại là mày à. Trái bích ha mặc dù nó khá là mạnh á, nhưng mà phải có vũ khí rồi phụ chứ quýnh không hơi lâu nha. Anh cứu em nè. Chạy đi. Vì đất này yếu quá các bạn ơi, gì mới đây nửa cây máu rồi. Nửa em phá cây nữa rồi. Nhảy lên cũng có thể gây đam á, biết không? Ghê vậy. Ui đi bay kìa. Hai thằng đè quýnh, em quýnh cái gì bên đó đi Phúc, nó bên đây nè. Ủa, nó giờ nó bên đây rồi. Nãy giờ đi các bạn, phải đắt gà vãi, quýnh boss mà mất máu quá trời luôn, mình không mất gì hết trơn nè. Đứng ra mình tăng cho nó mà nói vậy đó các bạn. Bích ha, implosion. Em phải đừng đi. Nhờ, yes sir, anh giết. Còn giết nó xong bị gì luôn nè. Gì trời. Và đối thủ tiếp theo chúng ta đó chính là thằng đầu vàng Jeremy. Mình không muốn ra trái fan cần hoặc là trái bách ha nữa, làm ơn. Trái quỷ mới T-Re. Mày xong rồi, mày xong rồi. Ê lần này thử không xài chiêu luôn nha, thử không? Kệ đánh thường thôi đúng không? Đánh thường thử thôi, coi cái này mạnh không. Không xài chiêu luôn, cào nó. Xuống, xuống. Mày xạo, cào nó, cào. Cồn vô nào. Ê, ê, lộn. Ê da, sao giống gãy ngứa đúng không vậy? Một hồi hai đứa chết cùng lúc là kết thúc phương hấp luôn. Ui, ui, ui. Mình còn biến hình được mà. Không lẽ hôn boss của bắp này. Mày dám đùa cái tao hả, lò xo này. Cạp, 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 yes. Tính chon chon mà ai ngờ đó nó cũng mạnh dữ vậy trời. Thì mình sẽ đi tìm thằng đại ca, đó chính là Doflamingo V2. Con boss này ở video trước đánh bại hai anh em tụi mình, nên là bây giờ trả thù nó bằng cách là gì? Quay ra trái quỷ Kitsune. Ui, ui, và đó là Mammoth. Đây các bạn ơi, một trái cũng gọi là tủ của mình nha. Tủ lạnh, ôi gì vậy? Con Mammoth thì trắng tươi vậy. Con Mammoth còn có màu trắng nữa nè. Quất nó hốt chơi. Ủi nó, mày. Ủi chung nè, ủi chung nè. À da, không sao, không đau. Con Mammoth này được giảm sát thương các bạn, em biết không? Khi em biến hình Mammoth á, thì em sẽ được giảm sát thương khá là nhiều, nên là đừng sợ nha, cứ ủi nó đi. Ôi, gì vậy? Anh nói giảm sát thương. Cũng có giảm sát thương mà. Ui, đau quá vậy? Ê bro, tao là Mammoth á. Giảm sát thương đó. Wow, khoan, anh giữ khoảng cách được, anh giữ khoảng cách là thắng à. Con này cũng easy lắm man, Ui, vai. Mày bị khùng hả? Chạy là được, quýnh xong rồi chạy. À, hiểu. Quýnh rồi chạy là được các bạn ơi. Đừng bắn nha. Mày. Dạ, đừng, đau quá vậy. Một hit nữa nó chết rồi, pha nó một hit nữa nó chết rồi mà, đấy xài chiêu mà. Hây, các bạn ơi, mình bị đắc lại thua con Doflamingo này nữa rồi. Liệu các bạn nghĩ có trái quỷ nó có thể đánh bại nó không? Các bạn nhớ comment bên dưới mình biết nha. Còn bây giờ thì mình bó tay rồi. Nhớ kéo dưới like và đăng ký cho mình nha, để mình có thể có thêm động lực. Còn bây giờ thì bye bye.